hoàng thượng nằm bật khóc trong tuyệt vọng vì bị thiến đi hai quả trứng. Vậy là thời oanh liệt bấy lâu nay mang tên hoàng thượng đã kết thúc và chuỗi ngày thái giám sẽ bắt đầu từ đây. Chuyện là chú mèo nhà con sen đã đến độ tuổi cập kê, vì không muốn nó suốt ngày trốn nhà đi tìm gái cũng như muốn tăng tuổi thọ cho em, nên con sen đã bắt em đóng dấu chân vào giấy báo thiến, và thế là sự nghiệp sinh sản sẽ kết thúc kể từ đây. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nằm trên bàn mổ không thể kêu nên lời mà nhìn hai quả trứng vừa bị thiến ra, khiến ngài nấy cũng không khỏi bật cười. Vẻ mặt bất lực cùng đôi mắt ứa lệ ngầm khẳng định đời trai từ nay coi như chấm dứt. Tạm biệt em mèo nhà hàng xóm, vì từ nay sẽ không còn được anh đưa đi ăn ba tê nữa rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Bên cạnh nỗi đau về thể xác thì chú mèo này còn phải chịu đựng nỗi đau về tinh thần khi con người thật độc ác, dám cười cợt trên nỗi đau của người khác, trong khi ẻm vừa bị lấy mất đời trai trẻ. Thôi thì dù gì con sen cũng chỉ muốn tốt cho em nên mới phải đưa ra quyết định thốn tận rốn như này. Tháng ngày sau dù không thể kiếm được người yêu để duy trì nòi giống, nhưng hoàng thượng vẫn cứ yên tâm vì đã có con sen mãi bên cạnh. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.